trúc đang dựng lên trên mặt chàng, nó lại gây nên một cảm giác nhức buốt như bị bỏng, nhưng đồng thời chàng lấy làm lạ không hiểu sao khi nó hút vào tòa kiến trúc đang dựng lên trên mặt chàng, con nhặn lại không làm cho tòa kiến trúc ấy đổ xuống. Nhưng ngoài điều đó ra, lại còn một điều nữa rất quan trọng. Đó là một cái gì trăng trắng ở cửa, đó là một pho tượng của con sinh. Và nó cũng đang đè nặng trên bóng ví chàng nhưng có lẽ đây là chiếc áo sơ mi của ta để trên bàn, công tước Andre nghĩ, và đây là chân của ta, còn đây là khung cửa, nhưng tại sao nó lại cứ kéo dài, lan rộng ra mãi mãi và ti, chi ti, chi y chi, chi ti, chi, ti, chi. Thôi đủ rồi xin thôi cho, đừng thế nữa, công tước Andre khó nhọc cầu xin người nào không rõ. Và đột nhiên tư duy, cảm giác lại có một sức mạnh và một sự minh mẫn lạ thường. Phải, tình yêu thương, chàng lại nghĩ một cách sáng suốt hoàn toàn nhưng không phải là thứ tình thương có lý do có nguyên nhân và có mục đích mà là thứ tình thương ta đã cảm thấy lần đầu khi trên gường bệnh ta trông thấy kẻ thù nhưng ta vẫn thương yêu kẻ đó ta đã có thể được cái tình thương vốn chính là thực chất của linh hồn thứ tình thương không cần có đối tượng và ngay bây giờ đây ta cũng vẫn có cái tình cảm diễm phúc đó thương yêu đồng loại thương yêu kẻ thù của mình thương yêu tất cả thương yêu thượng đế trong tất cả những sự thể hiện của người có thể thương yêu một người chí thân bằng tình yêu của con người nhưng chỉ có thể thương yêu một kẻ thù bằng tình yêu của thượng đế chính vì thế mà ta thấy vui sướng khi cảm thấy mình yêu thương người ấy người ấy nay ra sao có còn sống không khi yêu thương bằng tình yêu của con người có thể từ yêu thương chuyển sang thù ghét nhưng tình yêu của thượng đế thì không thể thay đổi được không có gì dù là cái chết cũng vậy không có gì có thể phá hoại tình yêu đó nó là thực chất của linh hồn trong đời ta ta đã thù ghét biết bao nhiêu người và trong tất cả mọi người không có ai yêu thương và thù ghét cho bằng nàng và với tất cả sức tưởng tượng của mình chàng hình dung na ta không phải như chàng vẫn hình dung trước kia chỉ có những nét đáng yêu làm cho chàng say sưa nhưng lần đầu tiên chàng đã hình dung được tâm linh nàng và chàng đã hiểu tình cảm của nàng những nỗi đau khổ, sự hổ thẹn, lòng hối hận của nàng. Bây giờ lần đầu tiên chàng đã hiểu được tất cả sự tàn nhẫn của chàng khi cự tuyệt nàng, chàng đã thấy rõ sự tàn nhẫn của việc đoạn tuyệt này. Giá có thể gặp nàng một lần nữa thôi, để nhìn vào đôi mắt ấy mà nói rằng Ti, chi ti, chi Y chi, chi, i, ti, chi ti, chi bùng Con nhặn vừa hút vào gối và sức chú ý của chàng bỗng chuyển sang một thế giới khác vừa thực vừa ảo, trong đó đang xảy ra một điều gì khác thường. Trong thế giới đó cái tòa kiến trúc kia vẫn cứ từ từ dựng lên không ngừng, vẫn có cái gì kéo dài mãi, ngọn nến vẫn cháy thành một cuồng đỏ, vẫn chiếc áo sơ mi sinh nằm ở cửa vào, nhưng ngoài tất cả các thứ đó ra có cái gì kêu đánh kẹt một tiếng, một luồng gió mát thổi vào, và một con sinh khác, trắng toát đứng thẳng, hiện ra trước khung cửa và mặt của con sinh ấy chính là khuôn mặt xanh nhợt và đôi mắt long lanh của Nata, người mà chàng vừa nghĩ đến. Ôi cứ mê sản liên miên như thế này thì khổ thật. Công tước Andrei nghĩ thầm, cố xua đuổi cái khuôn mặt ấy ra khỏi tâm trí tưởng tượng. Nhưng khuôn mặt ấy cứ ở trước mặt chàng với sức mạnh của hiện thực, và nó đang nhích lại gần. Công tước Andrei muốn trở về cái thế giới tư duy thuần túy trước giây, nhưng không được và cõi hôn mê lại lôi cuốn chàng vào lĩnh vực của nó. Tiếng nhạc rã rít kia vẫn tiếp tục thì thầm, và có một cái gì đè ép chàng, kéo dài ra, và khuôn mặt kỳ dị ấy đứng trước mặt chàng. Công tước Andre thu hết tàn lực để tỉnh dậy, chàng khẽ cựa mình và trong tai chàng bỗng có một tiếng kêu ong ong, mắt chàng mờ tối, và như một người chìm nghiễm xuống nước, chàng ngất đi. Khi chàng bừng tỉnh, Nata, chính Nata bằng xương bằng thịt, người mà chàng tha thiết ước ao được yêu với tình thương mới mẻ tình yêu của Thượng Đế tình yêu thuần túy mà chàng đã tìm thấy, chính Nata đang quỳ trước mặt chàng. Chàng đã hiểu rằng đây chính là Nata thật, và chàng không ngạc nhiên, mà chỉ thấy một nỗi vui mừng êm dịu. Nata quỳ bên gường, đôi mắt sợ hãi nhìn chàng không chớp, nàng không sao cử động được. Nàng cố ghiềm tiếng ngất, mặt nàng xanh xao và bất động. Chỉ có phía dưới hơi run rẩy. Công tước Andrey thở dài nhẹ nhõm, mỉm cười và đưa tay ra cho nàng cô đấy à? Chàng nói, sung sướng quá. Nata nhanh nhẹn nhưng thận trọng nhất đến gần chàng, cầm lấy tay chàng và cúi mắt xuống hôn, môi chỉ khẽ chạm vào bàn tay. Anh tha thứ cho em. Nàng nói thì thào và ngẩng dầu lên nhìn chàng. Xin anh tha thứ cho em. Tôi yêu Nata, công tước Andre nói. Anh tha thứ. Tha thứ việc gì? Công tước Andre hỏi. Xin anh tha thứ tất cả, những gì em đã, làm Nata thì thầm, giọng đứt quãng, khẽ đến nỗi công tước chỉ vừa đủ nghe thấy và liên tiếp hôn lên khắp bàn tay chàng, môi chỉ khẽ chạm vào da. Anh yêu em nhiều hơn, đầm thắm hơn trước, công tước Andre nói và lấy tay nâng mặt nàng để có thể nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt ấy rưng rưng những giọt nước mặt vui sướng, đang rụt rè, thương xót và âu yếm nhìn chàng. Khuôn mặt gầy xanh của Nata với đôi môi sưng hút trông chẳng đẹp chút nào lại dễ sợ nữa. Nhưng công tước Andrey không trông thấy khuôn mặt ấy, chàng trông thấy ánh mắt sáng long lanh. Đôi mắt ấy đẹp lạ lùng. Phía sau họ có tiếng nói lao sao. Pio, người hầu phòng, bấy giờ đã tỉnh hẳn và đã đánh thức người thầy thuốc dậy. Timokin, suốt đêm không chợp mắt vì đau chân, đã trông thấy từ lâu mọi việc đang xảy ra và cố lấy chăn đắp kính tấm thân không mặc áo của mình co ro trên ghế dài. Cái gì thế? người thầy thuốc nói trong khi nhổn dậy. Xin tiểu thư đi ra cho. Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa của một người đầy tớ gái được bá tước phu nhân sai đi tìm Nata. Như một người mắc chứng mộng du bị người ta đánh thức trong khi đang ngủ say, Nata đi ra và trở về phòng gieo mình xuống đệm rơm khóc nức nở. Từ hôm ấy, trong suốt cuộc hành trình của gia đình rất tốt, những khi dừng lại hoặc nghỉ đêm, Nata không lúc nào rời khỏi ki và người thầy thuốc phải thú nhận rằng ông không ngờ một người con gái lại có thể cương nghị và khéo léo chăm sóc người bị thương đến thế. Tuy bá tước phu nhân rất khiếp sợ khi nghĩ rằng công tước Andre có thể chết trên tay con gái mình, theo lời người thầy thuốc thì điều đó rất có thể xảy ra, bà vẫn không ngăn tấm Nata được. Mặc dù sự gần gũi giữa công tước Andreay và Nata khiến người ta nghĩ rằng nếu chàng khỏi thì những mối quan hệ trước kia giữa hai vợ chồng chưa cưới sẽ được nối lại, trong nhà vẫn không ai nói đến điều đó cái vấn đề chưa được giải quyết vấn đề sống hay chết đang treo lơ lửng không những trên đầu công tước andrei mà còn trên đầu toàn thể nước nga nữa bây giờ đã lấn át hết mọi ý nghĩ khác